quên ghi hình đấy. Bạn nghỉ học mà thầy quên. Rồi, bạn Dạ đây ở đây nó cho mình gì đây? là. Dạ là Cái một cửa cái hàng trung này nó ghi tâm mua nhận gì? sắm. Nó ghi nhận 100, tổng cộng là 120 khách hàng À, trong ngày đầu tiên 120 khai trương. không phải khách hàng đâu, là cái cửa hàng đấy, cái người bán hàng đấy, trong cái ngày bán Đúng. hàng đầu tiên, đúng chưa? Thì mỗi một ngày sau đó thì cái số lượng nó thế nào, số lượng người bán thế nào? Dạ là nó tăng lên 10%. Nó tăng thêm 10%, tăng thêm 10% so với cái gì? So với ngày trước đó. À, so với ngày trước đó. Đó. Vậy thì người ta yêu cầu chúng ta tính cái gì? Dạ người ta yêu cầu người tính ta tính tổng số người bán hàng Sau mấy ngày? ở cái cửa hàng đó trong cái 7 ngày đầu tiên. À, sau 7 ngày, tức là trong 7 tổng số người bán mà đã viếng, đã đến cái mall này trong 7 ngày đầu tiên. Thì chúng ta thấy ngày đầu tiên thì là có bao nhiêu? 120. Ngày kế tiếp là bao nhiêu? Dạ ngày thứ tiếp là 122 Vậy 120 nhân mấy? nhân cho 1/10 ạ. Sau 1 phần 10 nó thêm 10% mà. Thêm 10% À tức là ngày ủa sau thì nó sẽ hơn ngày trước là bao nhiêu? 1 trăm mấy? dạ Lúc bao nhiêu lần? Không phải nghĩ 110% ạ. 1.1, tức nghĩa là 100% cộng thêm 10% thì nó là 1.1, đúng không? Đúng chưa? Rồi, Vâng. chúng ta xem cái này là A chứ có gì đâu. Và tiếp tục cộng chấm chấm cho đến cái ngày, thế đó là 120 nhân A mũ mấy này, 7 ngày thì là A mũ mấy? À, mũ 7 à? À, mũ 6. A mũ 6. Này là A mũ 0, A mũ 1 là 2 ngày rồi, đúng không? Kế đến là A mũ 6. Vậy thì tính tổng của nó chúng ta tính là này. Rồi, rút cái gì ra nhân tử chung? Cái gì Dạ, giống một nhau? hai mươi, một hai mươi. 120 nhân cho 1 cộng A mũ 6, tức là nó chính là 1 trừ A mũ mấy? Dạ, một trừ A mũ sáu. Đó, Ông A mũ 7 chia A mũ 1 trừ bảy A. Rồi thay vào. Thay vào. A ở đây là 1 chấm mấy? dạ là 1.1 ạ. 1 mũ 7 chia cho 1 trừ 1.1. chấm 1. Rồi. Bấm máy tính ra coi nó bằng nhiêu. Để bấm trên màn hình cho các bạn xem dễ thấy nha. Đây, thầy có thể đảo ngược. Tại vì cái 1.1 này nó là số lớn 1. Khi thầy mũ 7 lên là nó lớn 1. Vậy là lấy 1 trừ cho số lớn 1 nó là số âm. Nên thầy có thể đảo ngược cái ở trên tử số và thầy đảo ngược cái ở dưới. Tức là thầy nhân trên dưới cùng cho trừ 1 đấy. Để thầy tính cho nó dễ. 1.1 thầy mũ mấy lên? Mũ 7. Rồi sau đó thầy trừ đi cho 1. Thì thầy sẽ bằng là 0,948. Sau đó thầy chia cho 1.1 trừ 1, tức nghĩa là chia cho 0.1. 0.1. Vậy thì kết quả của chúng ta được cái hệ số của nó là 9.48, tức nghĩa là nó tăng bằng đó đó. Bây giờ chúng ta nhân tiếp cho 120. Nhân tiếp cho 120. Rồi, kết quả của chúng ta là mấy? Người ta kêu là trả lời là lấy cái Dạ integer. là Đấy dạ nhau. vậy thì nó sẽ là 1.138 ạ. 38, đằng sau này bỏ nhá. Vậy là chúng ta đã ra được kết quả cái số lượng shopper tính tổng mà. Rồi, thầy mời bạn Dương. Bạn Dương đâu? Lên tiếp. Dạ là hả? Bản đồ tương tự. Bây giờ cái người này đi 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 phượt thì ngày đầu tiên đi được bao nhiêu? 24 cây. Rồi, và cho biết mỗi
mỗi ngày sau đó thì anh ta đã đi như thế nào? mà 1/3 cái quãng Phải. đường ngày trước đó. Tức là 1/3 của quãng đường trước đó. Vậy thì chúng ta thấy 1/3 này chính là cái gì? Là hệ số đúng không? Dạ. Chúng ta tính ra thì chúng ta nhẩm nó ra được, nó là 24, ngày kế tiếp là 24 nhân cho 2/3. 1/3. Và tiếp Ờ, tục là 24 nhân cho 1/3 mũ 2 và tiếp tục như vậy. Và người ta nói là N ngày đầu tiên. Vậy thì chúng ta thấy nó 1/3 mẫu. Mũ mấy? Cộng chấm chấm là đến mẫu mấy đây? N trừ trừ 1. Và chúng ta tính tổng nó ra. Rồi. Đặt như nhân tử chung. Đặt số mấy? số 24 là 24. 24. Thì bên trong chúng ta còn lại là 1 cộng 1/3 cộng 1/3 mũ 2 cộng chấm chấm áp dụng hàm đẳng thức thì nó chính là 1 trừ 1/3 mũ 1/3 mấy mẫu em trừ n mũi n. Nó bắt buộc phải tăng lên một bậc nha các bạn. Chỗ này n trừ 1 thì chỗ này nó phải tăng là n. Dưới này chúng ta chia cho 1 trừ 1/3. Rồi. Nhẩm nó ra nhiêu đây? Chọn nào? Chọn câu nào chọn? A. Chúng ta thấy câu A là câu giống chúng ta nhất. À, giống chúng ta nhất. Chúng ta check chính xác luôn. Đấy. Bài khác cũng tương tự nha các bạn. Được không? Thôi thầy mời thêm bạn ấy đi. Kiến Minh. Tính này xem. Kiến Minh. Nói là lương của năm đầu tiên là 35.000. Được chưa? Mỗi năm là nhận thêm bao nhiêu? 3%. 3%. Vậy thì lương của năm sau so với năm trước là bao nhiêu? Gấp mấy lần? Dạ, 1.03. À, 1.03. Đó. Vậy thì chúng ta biết được cái hệ số mà công bội đấy, nó gọi là bội số đấy, là 1.03. Tại vì 3% mà. 100% cộng 3% chính là 1.03. Chúng ta học trong cái dãy số rồi. Chẳng qua cái này là chúng ta tính tổng của nó thôi, đâu có gì đâu. Vậy thì nếu mà cái đầu tiên nó là P0 thì phải áp dụng S của nó chính là gì? Là P0 nhân cho gì? Đọc đi, Minh. Dạ B nhân 1.03. Cái này nếu mà chúng ta nhân là 1 cộng A đến A mũ mấy? A mũ N trừ 1. Thì áp dụng hàm đẳng thức nó chính là 1 trừ A mũ N nhân cho 1 trừ A. Được chưa? Vậy chúng ta thay vào. Được không Minh? Thay vào được không? 35.000. 35.000 nhân cho A là 1.03. Vậy là 1 trừ 1.03 mẫu N chia 1 trừ 1.03. Rồi, chọn cái nào? Chọn nào là đúng? Đây đầu tiên. À, cái đầu tiên. Chúng ta trừ đi, nó ra cái đầu tiên này. Đấy. Chúng ta nhớ cái raise, tức nghĩa là tăng thêm 3%. Mà cái quan hệ phần trăm mà sinh ra dãy số đấy thì là 100% cộng cho 3% chính là cái hệ số là 1.03. Nó giống như là chúng ta học về lãi suất kép đấy. Rồi, bạn nào hiểu về vấn đề thầy vừa mới ôn về dãy số giơ tay để xem. Tính tổng dãy số này là S đấy. Cái từ phi này là dãy số xác định, tức nghĩa là xác định là đến đến năm thứ N, đúng không? Thì chúng ta cho nó là mũ N. Còn mai mốt chúng ta học đến là N nó tiến ra vô cực, tức là cực lớn, thì chúng ta sẽ có nguyên tắc của giới hạn. Thì cái đó chúng ta sẽ tìm hiểu thêm sau. À, tạm thời hôm nay chúng ta nắm vững cái phần phần nội dung của bài học ngày hôm nay. Đó. Coi như là thầy xử lý cho các bạn xong cái factorization này một cách đơn giản nha các bạn. Rồi.
Bây giờ chúng ta xem cái phần chia này, à, phần chia này, thì đa số là các bạn làm được nên nên thầy sẽ hướng dẫn chung thôi, một vài cái thôi, không hướng dẫn hết nha các bạn. Ở đây người ta nói là chia không có dư, tức nghĩa là chúng ta thấy là chúng ta có một cái đa thức, chúng ta chia cho một cái đơn thức là x chẳng hạn, thì chúng ta chia ra thì chúng ta thấy là mỗi một cái đơn thức nó cũng là một con số thôi. Chúng ta tính tổng của con số rồi chúng ta chia cho x. Vậy thì chúng ta đã học về phép tính tổng ở trong phân số thì chúng ta cũng tách nó ra từ từ. Thì chúng ta sẽ được là, rồi thầy mời một bạn đọc cho thầy. Mời bạn Phúc Anh đọc tách ra. Phúc Anh. Dạ mời đây bạn thôi. tách ra lấy mỗi 4 chia x thì là bao nhiêu? Dạ em muốn chỉ là bạn ớt mũ 3 Rồi, x mũ 3. Tiếp tục. Cộng cho bao nhiêu? cộng cho 5 mũ 2. À, 5x mũ 2. Dễ mà đúng không? Chúng ta chia Dạ xong. cộng cho 3x Bằng là x. Đó. Vậy là xong. Chúng ta thực hiện phép. Bởi vì cái này nó chính là cái phân số. Vậy thì chúng ta áp dụng phân số để chúng ta tính ra. Tương tự với cái khác. À, cái này không dư. Sang cái mà có số dư, à, có số dư thì chúng ta xem coi là có số dư thì như thế nào. Thầy mời bạn mời bạn Dương đây. Bạn Dương, tôi ạ. nếu chúng ta cũng áp dụng tương tự như vậy, chúng ta cứ chia thì chúng ta thấy là chúng ta chia xong á, nếu mà chúng ta chia bay cái x đi thì cái chỗ đấy nó sẽ tạo ra một cái đa thức là nguyên, còn cái phần còn lại nó gọi là dư, được chưa Dương? Dạ. Rồi bây giờ người ta hỏi là chúng ta hình thành cái này, chúng ta tính ra, rồi chia cho thầy xem. Đó là x mũ 4 rồi x mũ 4 cộng 6 cộng cho 6 cộng cộng với cho 2 phần x. Rồi, cộng cho 2 ở dưới này là x. Thì chúng ta thấy là cái phần mà k chia x ấy, thì chúng ta thấy cái k nó gọi là số dư trong phép chia là chia x. Thì thông thường chúng ta cũng có thể vận dụng là giống như phép chia như sau. Thầy dạy luôn cái này. X mũ 5 cộng 6x cộng 2. Khi chúng ta chia cho x chẳng hạn thì chúng ta cũng lấy từng cái một chúng ta chia. X mũ 5 chia x thì chúng ta được là x mũ 4. Vậy là hết. Chúng ta hạ 6x xuống thì chúng ta được 6x chia x thì chúng ta được là 6. Chúng ta thấy hết. Sau đó chúng ta hạ 2 xuống. Thấy chưa? 2 chia x không được thì cái này là dư. Số dư. Cái này là số dư. Vậy thì ngoài cái cách chúng ta viết như vậy thì chúng ta cũng có cách viết như vậy. X mũ 5 cộng 6x cộng 2 thì nó bằng gì? Chúng ta thấy là bằng thương này, là x bình phương cộng 6 nhân mấy? Dương. Nhân mấy? Nhân x cộng mấy? Nhân x cộng mấy? Cộng với 2. Cộng 2. Cái số 2 này nó gọi là phần dư đó các bạn, remainder nha các bạn. Nó giống như chúng ta chia các chữ số thôi. Nhiều khi chúng ta còn có thể xem hình dung cái x mũ 5 này á, là nó giống như là đứng ở chữ số hàng gì? Cái này là chữ số hàng đơn vị. Cái này là hàng chục. Xong rồi tới hàng trăm, hàng nghìn, chục nghìn, trăm nghìn. Đúng không? Thì chúng ta xem là chúng ta thực hiện phép tính chia theo thứ tự như vậy rồi. Rồi chúng ta nhìn cái nguyên tắc đó thì chúng ta chia. Mời bạn thứ hai, Hoàng Anh. Đọc cho thầy. Hoàng Anh. Bên. Tiếp. Chữ. Từ x. Từ x. Cộng 3 x. À, 3 trên x. Hoặc là 3 phần x. Đó, chúng ta ra được cái này. Cái này dễ lắm. Đúng không? Các bạn về các bạn vận dụng. Thầy hướng dẫn thôi, các bạn về nhà tự làm.
Ở đây nếu mà nó có đưa cho chúng ta là cái quadratic là phương trình bậc 2 chia cho bậc 2 chia cho cái biểu thức này mà không có dư. Rồi, thầy mời bạn Bảo Trân chia lại xem. Là x bình chúng ta có là tức bình phương cộng mười ớt này là bằng cộng 25 này. Yeah. Nếu chúng ta chưa quen thì chúng ta ghi phép chia ra, chia x cộng 5. Rồi, bằng gì? Ủa, con định chuyển cái x bình cộng 10x cộng 25 thành hàng ngữ thức. Rồi, luôn á. Thầy biết rồi, thầy hiểu ý rồi. Thầy bây giờ chúng ta thực hiện phép toán chia đa thức này xem. Chúng ta lấy chữ số ở đây, chia chữ số này thì được là mấy? Yeah, x. X thì chúng ta nhân lên. Vậy là chỗ này là x bình phương cộng mấy x? 5 x đúng không? Dạ. Trừ đi còn lại mấy x? Dạ, 5 x. 5 x. Chúng ta hạ 25 xuống. À, hạ 25 xuống. Lại lấy 5 x. Chia cho x thì được mấy? Chừng 5. 5. Phải tính ngược lên, chỗ này là 25. Chỗ này là 5 x. Trừ đi hết không? Thấy chưa? Hết. Vậy thì chúng ta thấy là cái này chia cái này thì chính là bằng mấy? Dạ bằng x cộng 5. À, thầy cố tình là thầy dùng cái x cộng 5 này mà không phải là dùng cái cách là đưa về hàng đẳng thức. Nếu các bạn nào cũng có cách nhìn nhanh ấy thì chúng ta thấy là 10 này chúng ta tắt là 2 nhân 5, tức là hàng đẳng thức chúng ta là x cộng cho 5. Đúng không? Tức là bình phương chia x cộng 5. Ý của bạn, bạn bằng chân như vậy đúng không? Đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Thầy biết chắc là thầy chỉ cần nghe thôi thầy biết bạn bằng chân muốn gì. Nhưng mà thầy vẫn sử dụng để chỉ cho các bạn biết cách là chia đa thức. Nghe chân? Rồi. Rồi, bây giờ thầy dạy chia xong rồi. Bây giờ các bạn áp vô hàng thức chỗ này. Rồi mời bạn Sơn. Đây ạ. X bình phương trừ 16 thì chúng ta áp dụng hàng hàng thức gì? Mười sáu chính là 4 bình phương đấy. A bình trừ b bình thì chúng ta thấy nó là a trừ b trên a cộng b. Vậy thì chúng ta đơn giản cái a cộng b đi, còn lại là gì? Còn lại mấy? Là x trừ 4 ạ. À, x trừ 4. Hiểu không Sơn? Vâng ạ. Rồi. Mời bạn Kiến Minh. Kiến Minh. Dạ. Yeah. Rồi, làm sao? Thực hiện phép chia đa thức đúng không? Dạ. Yeah. Ngoài ra chúng ta cũng có thể nhẩm bằng cách là chúng ta xem coi là cái dưới này nó có phải là nghiệm của trên hay không, bằng cách chúng ta thế vào. Chúng ta thế vào chúng ta thấy là 5 bình phương trừ cho 3 nhân 5. Chúng ta trừ cho 10. Thì chúng ta thấy là 5 bình phương là 25. À, trừ cho 10. Chỗ này là trừ 15 với trừ 10 là trừ 25. Vậy 25 trừ 25 hết. Vậy thì x bằng 5 chính là nghiệm ở trên. Điều đó có nghĩa là giúp cho chúng ta tách nó ra thành nghiệm. Đúng không bạn Kiến Minh? Tách ra nghiệm được không? Với tất của hai nghiệm nó chính là bằng trừ 10. Tức là nghiệm thứ nhất chúng ta là bao nhiêu? Trừ 2. Nghiệm thứ hai là bằng 5. Vậy thì chúng ta áp dụng cái tính chất là chúng ta biết đây là hai nghiệm rồi. Bởi vì tại sao? Bởi vì chúng ta cộng nó lại thì nó sẽ là bằng trừ cho trừ 3 x. Vậy thì chúng ta biết được cái nghiệm của chúng ta là mấy? X cộng 2 nhân x trừ 5 chia cho x trừ 5. Đúng không? Chúng ta nhân vào thì chúng ta ra được đúng nó. Đúng không Kiến Minh? Rồi.
Bạn nào hiểu cái vừa rồi của thầy giơ tay thầy xem. Cái này thầy đã từng hướng dẫn cho các bạn rồi. Nếu mà cái phương trình bậc 2 này có hai nghiệm thì chúng ta có thể viết dưới dạng là x trừ x1, đúng không? X trừ cho x1 nhân cho x trừ x2. Đó, cái này các bạn nào quên thì mở lại cái algebra 1 trong cái phần mà giải phương trình bậc 2 thì các bạn sẽ thấy cái điều này. Thầy đã dạy trong cái đó rồi, các bạn về coi lại. Thì cái này nếu nó là nghiệm thì thầy tắt nó ra. Sau đó thầy đơn giản hai này. Thầy còn lại mấy? Kiến Vân? Còn mấy? Dạ, x cộng 2. À, tại vì không phải lúc nào chúng ta đưa về hàng đẳng thức được. Mà chúng ta thấy tắt nó ra thành nghiệm thì chúng ta sẽ giải quyết được nó là x cộng 2. Mấy cái này mà bạn nào mà nắm chuyên nghiệp rồi các bạn làm cực kỳ nhanh. Và tương tự câu kế tiếp cũng như vậy, thầy không làm tiếp. Các bạn tự tắt ra nha. Về nhà vận dụng. Bạn Dương có nắm được không Dương? Dạ được rồi. À, thầy thấy là có nhiều phần trong algebra 1 bạn Dương chưa có luyện tập làm kỹ nha. Rồi bây giờ chúng ta thấy cái phép chia này là phép chia có dư. Vậy thì làm sao để chúng ta chia thành được cái đa thức PX này đây? Một bạn nào giúp thầy xem. Mời bạn Hoàng Anh. Nếu chúng ta chia chúng ta được một cái đa thức và cái số dư là cái này. Vậy thì cái đa thức này nó là cái gì đây? Số nguyên đã chia. Tại sao chúng ta ra được cái PX này? Thì bởi vì lấy cái về trên phân cái từ phân tích thì xong thì chia hết cho cái ba hết, đúng chính xác, chia hết đó, thầy nghe thấy từ chia hết là thầy biết rồi. Vậy thì làm sao để chúng ta tắt cái ở trên ra cái bậc hai này, chúng ta tắt ra thì nó có một nghiệm là bao nhiêu? Trừ ba, đúng không? Đúng không? Đúng rồi. Chỗ này chúng ta có x cộng 3. Tất nhiên là cái phần trên nó chính là nghiệm. Nó chính là nghiệm. Đấy nha. Bây giờ làm sao để chúng ta xác định cái đơn thức còn lại? À, chắc chắn nó là x rồi đó. Vậy là x trừ mấy? Biết không? Hoàng Anh. X trừ mấy? X trừ 10. Trừ 10 không? Nếu mà chúng ta có cái x bình phương với hằng số này thôi đó, mà chúng ta muốn tách nó ra thì chúng ta phải vận dụng hằng thức. Mà hằng thức mà nó lòi ra được x cộng 3 này thì chắc chắn là nó phải là x bình phương trừ mấy? Trừ 9. Thì nó mới lòi ra được cái chỗ này là x cộng 3, đúng không Hoàng Anh? Ừ. À, vậy là chỗ này là x cộng 3 nhân x trừ 3. Vậy thì cái phần dư chỗ này là mấy? Là cộng dư 2. Câu cho 2 đấy. Nếu chúng ta nhằn thì chúng ta sẽ biết được, xác định luôn cái bài ớt này chính là, đồng các thầy, ớt trừ x trừ 3 cộng 2 trên x cộng 3 cộng cho 2 trên x cộng 3. Dễ không các bạn? Quá dễ luôn. Thầy chỉ các bạn là chúng ta phải nhận xét được cái bài ớt này, nó chính là kết quả của cái trên chia cái dưới thì nó ra bx. Vậy thì nếu mà nó chia hết mà nó ra bx thì chắc chắn rằng cái phần đó nó sẽ phải tạo ra nghiệm, tức nghĩa là nó phải sinh ra được x cộng 3 này, đơn giản x cộng 3 này. Thì chúng ta xem xét cái phần còn lại chính là cái bx. Rồi bạn nào nắm cái thầy vừa mới nói giơ tay. Bạn nào đồng ý? Chúng ta thực hiện phép toán chia cũng được, đúng không các bạn? Chia cũng được. Nhưng mà tại sao thầy nói cái ý này? Bởi vì á, thầy muốn cho các bạn biết một cái, nó gọi là một cái định lý, là nếu chúng ta có một cái đa thức là bx mà chúng ta chia cho cái x chữ x0 thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ phải ra được một cái đa thức khác, đúng không? Ra được một cái đa thức khác mà nó chính là x0
nhân cho x trừ x0 được các bạn. Tức nghĩa là cái đa thức đó chúng ta thấy là nó nhân với này. Và cái phần dư, à thầy xin lỗi, chỗ này nó là x thôi. Thì cái phần dư của nó chính là cái bx0 này. Đó, bx0. Cái phần dư, cái số dư này, nó chính là cái này. Đây các bạn nhìn đi. Nếu thầy chia hai vế cho x chữ 0 đấy, tức là bx mà chia cho x chữ 0. À, thì chúng ta có vẻ chúng ta chia mất cái này không? Chữ 0 này. Rồi dưới mẫu số này là x chữ 0 đấy. Thì cái phần dư của nó chính là cái bx0. Các bạn thử lại, các bạn thế cho các bạn đi liền nha. Các bạn thế vào, các bạn lấy cái x bình phương trừ 7 này, khi thầy thay cái trừ 3 vào, tức là trừ 3 mũ 2, thầy trừ cho 7, thầy tính cái này ra, vậy là 9 trừ 7 ra bằng 2, chính là cái số dư này luôn. Đấy chưa? Đây là một cái định lý liên quan tới đa thức chúng ta vận dụng một cách tổng quát cho cả bài khó, cả bậc N hay bất cứ cái gì người ta hỏi chúng ta đều làm được hết. Tức là thầy đang tổng quát hóa cho các bạn. Và cái này là các kỳ thi học sinh giỏi nó chuyên gia khai thác mấy vấn đề này. Không có cái gì cả. Chúng ta hiểu được căn bản. Chúng ta hiểu được tại sao. Chúng ta suy ra được cái này. Rồi bạn nào nắm được cái định lý này giơ tay này xem. Chưa nắm thì chúng ta gặp các bài khác. Chúng ta sẽ luyện tập thêm thôi. Được chưa? Rồi, nếu mà chúng ta vận dụng nhanh như thế này, chúng ta biết được định lý và vận dụng nhanh, thì chúng ta sẽ xác định được. Rồi, mời bạn Phúc Anh. Vậy thì cái phần PS này chắc chắn là nó là cái nghiệm còn lại của cái này. Cái nghiệm này là bao nhiêu? Bao nhiêu Phúc Anh? Dạ, cái nghiệm đó là bằng một. X cộng 1 ạ. Cho bằng 0 tức là bằng trừ 1 đấy. Vậy thì hai nghiệm nhân với nhau bằng trừ 8. Vậy thì một nghiệm đó là trừ 1. Thì nghiệm còn lại là mấy? Dạ, 8 ạ. Bằng trừ 8. 8, 8. À, 8. 8 ạ. Vậy thì chúng ta xác định được cái nghiệm này chính là bằng 8. Vậy thì chúng ta sẽ ra được cái là x cộng 1 nhân. Nhân gì? Nhân x trừ 8 chia x cộng 1 cộng cho bao nhiêu? Cộng cho phần dư của nó. Phần dư của nó thì chúng ta xác định nó là mấy? Chúng ta thay trừ 1 vào đây. Chúng ta thay trừ 1 vào đây được không? Dạ, được ạ. Trừ 1 mũ 2 trừ 2 nhân trừ 1 trừ 8. Vậy bằng mấy đây? Bằng mấy? Một. Hai. Một là ba. Ba trừ tám là ba. Ba trừ tám là âm năm. Âm năm. Vậy chúng ta xác định chỗ này là âm năm trên cái gì đó. Rồi, biết rồi đây. X trừ tám. Đọc tiếp đi. Trừ cho bao nhiêu? X trừ tám trừ năm phần. Năm phần x cộng 1 chúng ta ra ngay được. Làm cái này có nhanh không Phúc Anh? Dạ có rồi. Chỗ này là chúng ta phân tích coi nó có bị sai gì không, kiểm tra lại xem. Để phân tích lại nha. X cộng 1 nhân cho x trừ 8. X trừ 8. 8. Chia cho x cộng 1. Nó có một cái vấn đề như vậy các bạn. Chúng ta bị thiếu một cái. Chúng ta mới gom nhân thôi. Chúng ta phải xem là hai nghiệm đó. Đúng không? Hai nghiệm đó khi cộng lại. Nó phải bằng đúng. Bằng 2x cơ. Còn này chúng ta cộng lại nó không ra đúng. Nó không ra đúng. Vậy thì chúng ta sẽ phải thêm bớt nó. Thêm bớt nó. Vậy thì chúng ta phải thêm bớt thôi. Tức nghĩa là
Nó là 2 2 với 4. À, chúng ta sẽ phải nhân với nhau như thế nào? Chỗ này nó là bao nhiêu để chúng ta ra được là trừ 2x? Thì chúng ta phải trừ mấy? Trừ 3 được không? Trừ 3. Bởi vì chúng ta thấy là cái này nhân vô là 1x, cái này trừ 3x, cộng lại trừ 2x chỗ này. Vậy thì chúng ta ra được chỗ này là x trừ 3. Rồi. Vậy thì chúng ta còn dư mấy đây? Dư mấy? Dạ, dư 3 là 5 này. Dư 5. Rồi. Chúng ta nhập ra, chúng ta thấy là còn dư này. Còn lúc nãy là rồi, chỗ này là x trừ 3 trừ cho 5 chữ x cộng 1. Đó. Rồi, tương tự như vậy các bạn về nhà chịu khó ngồi tính toán nhẩm nhá, luyện tập nó. Cái này chỉ có cách để luyện tập thôi chứ không còn cách nào khác. Rồi, ở đây nó cho một cái lý thuyết phối dư. Cái kia tương tự nên này không chạy. Các bạn ráng chút xíu, ráng chút xíu. À đây. Người ta cho chúng ta một cái đa thức P đã được vẽ thành cái đồ thị. Thì người ta hỏi cái phần số dư remainder khi PX chia cho gì? Chia cho X cộng 2. Nghĩa là sao? Ở chỗ này nó cho chúng ta biết điều gì? Thầy mời bạn Dương. Dương. Đây ạ. Cái giá trị PX tức nghĩa là sao? Nghĩa là bất cứ một cái điểm nào trên này chiếu xuống đây, có phải chúng ta có cái này là PX không? Dạ, yeah, đúng rồi. Rồi. Còn cái X bằng cộng 2 nghĩa là sao? Tức là với lại cái giá trị X nào thì nó được cộng 2 lên. X bằng trừ 2. Hay nó khác là thầy nói đấy, cái này là X0 đi chẳng hạn. Đấy chưa? Thì bây giờ người ta nói là lấy cái PX này này, tức là cái giá trị của nó. Chúng ta đem, tức là giá trị PX bất kỳ, chúng ta đem chia cho cái giá trị chỗ này của chúng ta là mấy đây? Là X đúng không? Yeah. Rồi. Bây giờ chúng ta cộng thêm 2. Cộng thêm 2 thì nó nhảy đi đâu? Là X cộng 2. À, nó nhảy thêm 2 đơn vị. Thì chỗ này là X cộng 2. Phải không? Đây, x cộng 2. Thì người ta nói là lấy cái PX này chia cho x cộng 2. Tức nghĩa là chia cho cái khoảng này này. Đó. Chia khoảng này. Ý nói là lấy cái khoảng này. Nha. Thầy vẽ là PX là cái khoảng này. Là từ đây cho đến 0 này. Giá trị nó bằng nhiêu? Chúng ta chia cho cái khoảng này. Thì nó sẽ liên quan tới cái gì? Nó sẽ liên quan là nó sẽ ra một cái số dư. Thì có phải là lúc nãy thầy nói là PX nếu mà chúng ta chia x cộng 2 thì nó ra được cái phần nguyên thầy gọi nó là QX đi. Thì cái phần thương này là QX thầy nhân cho gì? X cộng 2. Thầy sẽ ra được cái phần số dư là bao nhiêu? Chỗ này đúng ra là chúng ta ghi là x trừ x0 đó, tổng quát đó. Thì chỗ này chúng ta ra được chỗ này là bx gì? Bx0. Đúng không Dương? Cái lý thuyết của mình á, cái bx này nếu chúng ta chia cho cái x trừ x0 bất kỳ thì chúng ta sẽ ra được cái đa thức là qx. Và cái phần dư của nó chính là bx0. Đây là lý thuyết. Vậy thì nếu yêu cầu đi tìm cái số dư của nó thì chính là cái này. Vậy thì cái zero ở đây là bằng mấy? Là x. Đúng rồi, x zero là mấy đây? Là x zero là trừ 2. X trừ x zero mà bằng x cộng 2 tức là x zero phải bằng trừ 2 đúng không? Dạ. Yeah. Rồi, chúng ta phải xác định x zero là bằng trừ 2 đấy các bạn. Đấy. X0 bằng trừ 2. Vậy thì cái phần remainder thì nó sẽ bằng là trừ 2 thế vào đa thức này. Hay nó cách khác, chúng ta sẽ nhận diện được ứng với trừ 2 chúng ta thế vào đây
thì cái giá trị này chính là cái B0 và nó chính là cái remainder. Được chưa John? Dạ. Để cho thầy xem. X0 bằng trừ 2 thì chúng ta ra được cái số dư nó là mấy đây? Có phải thầy mới nói là xác định số dư là trừ 2 không? Cái X0 trừ 2 đúng không? Vậy thì khi chúng ta thay nó vào để thay vào cái B này để chúng ta tìm số dư, bởi vì chúng ta định nghĩa số dư là P0 mà. Vậy thì X0 mà chúng ta thay vào B thì tương ứng trên đồ thị thì nó là mấy đây? Trừ 4. Chúng ta xác định nó ra là trừ 4. Chúng ta quan sát, chúng ta ra bằng trừ 4 nha các bạn. Rồi, mời bạn Xuân Sơn. Vận dụng lý thuyết số dư này. Tiếp tục, Xuân Sơn. Đây ạ. BX là một đa thức và một vài giá trị của BX người ta cho là cái này, cái này. Tức nghĩa là người ta cho một cái đồ thị nó chỉ cho một vài điểm thôi. Thì người ta hỏi chúng ta là số dư của BX khi chia cho x trừ 1 là bao nhiêu? Chúng ta xác định ra khi chia x trừ 1 tức nghĩa là x0 bằng mấy đây? X0 bằng mấy? Bằng 1 ạ. X chữ x0 mà tương ứng với x trừ 1 này, tức là chúng ta xác định x0 là bằng 1. Vậy số dư của nó là B mấy? Số dư là B mấy đây? Dư là 0. Đúng có. Từ từ, chúng ta thay vào. Nó là B1, đúng không? Đúng. Số dư trong phép chia này là B1. Mà B1 trong bảng này là bằng mấy? Bằng mấy đây? Trong bảng... Không ạ. B1 bằng 0. Còn trường hợp nếu mà chúng ta có chỗ này là x cộng 2, thế 0 là mấy? X0 là mấy? X2. Vậy thì số dư B trừ 2 là mấy đây? Là bằng 1 ạ. Vậy chúng ta thay vào đây. Ở trên là 0. Ở trên là 0. Ở dưới nó bằng 1. Rồi, bạn nào đồng ý? Đồng ý với bạn Sơn. Vô đây. Chúng ta phải hiểu cái số dư là chúng ta thế vào, chúng ta phải tìm ra được cái 0 chúng ta thế vào thì cái P0 đấy chính là số dư. Vậy thì chia cho cái gì chúng ta có số dư cái đó. Hoàng Anh, Phúc Anh không thấy phản hồi. Đây, tương tự với những cái khác nha các bạn. Tự vận dụng đi. Rồi, thầy xem coi cái số dư này, lý thuyết số dư này nó còn gì nữa không? Nó cũng tương tự cái thầy nói thôi, chúng ta vận dụng vào. Đây, thầy hướng dẫn cho thêm một cái nữa. Rồi, chúng ta chọn tất cả những đa thức mà có factor là x cộng 2. Tức nghĩa là cái đa thức đấy khi tách ra nó có x cộng 2. Vậy thì chúng ta đã học là để nó nhận cái factor này x cộng 2 tức nghĩa là gì? Thầy mời bạn Bảo Trân đâu? Trả lời thầy xem. Đây. Cái đa thức BX này mà nó tách ra được thành một cái đa thức là QX nhân cho x cộng 2. Điều đó có nghĩa là nó đang nhận cái gì? Nó đang nhận cái x cộng 2 này là factor, nghĩa là cái PX này chúng ta tách nó ra được x cộng 2. Nghĩa là x cộng 2 chính là gì? Nghĩa là gì? Nghĩa là x cộng 2. X0 bằng gì? Bằng x cộng 2. X0 bằng gì? Nó nhận cái này là nghiệm, đúng không? Dạ. Thì tức nghĩa là nếu chúng ta cho nó bằng 0, vậy thì với x, thầy thay x0 vào đây, thì có phải cái này cũng bằng 0 không? Là do cái này nó bằng 0. Đúng không? Thầy thay cái này là x0 này. Chúng ta thành x0. Nếu x bằng x0, tức là thầy thay x bằng x0 vào đây, có phải là cái này làm cho bằng 0, tức nghĩa là b0 này bằng 0. Rồi. Nếu chúng ta muốn biết hay không, vậy thì chúng ta xem coi cái x0 nào thay vào làm cho biểu thức này bằng 0 thì nó nhận cho nó là factor. Coi A nó có nhận không?
Thế thôi. X rô chúng ta xác định đây là mấy? X rô là mấy? Chân. Dạ, x rô là bằng trừ 2. Trừ 2 đó. Chúng ta nhớ đây là x trừ x rô nha. Cái factor của chúng ta là x trừ x rô. Vậy thì chúng ta phải xác định x rô nó phải là trừ 2. Vậy thì thầy thế vào đây. Xem coi nó có bằng 0 không nha. Là trừ 2 mũ 3 trừ 2 nhân trừ 2 mũ 2 trừ 10 nhân trừ 2. Tính ra coi bằng mấy chân? Thầy nói là trừ 3 nhưng cho trừ 2 tất cả mũ 2 các bạn. Trừ 2 mũ 3 à trừ 3. Thầy ghi nhầm. Rồi. Cái đầu tiên là 0. Trừ dạ bằng 8. À, trừ 8. Trừ mấy? Dạ trừ 12. Cộng. Cộng cho 20. Rồi. Thì chúng ta biết bằng 0. Vậy là chúng ta có cái đầu tiên. Được chưa? Chúng dạ. ta biết được cái đầu tiên. Nó sẽ nhận cái x cộng 2 là factor. Cái thứ hai. Thế mà. Trừ 2 mũ. Trừ mũ 3. Cộng 5 nhân. Trừ 2 tất cả bình. Trừ 2 bình. Cộng 4. Cộng 4 nhân trừ 2. Cộng 4 nhân trừ 2. Thế vào xem. Đấy. Trừ 8. Và trừ 8 cộng 20. Trừ 8. Trừ 8. Bằng không? Nghe không? Không. Rồi. Cái thứ 3. Thế vào. Vậy là bằng trừ 8. Trừ 8. Trừ cho bao nhiêu? Trừ 8 không? Trừ 8. Cộng. Cộng cho 26. Trừ 10. Rồi. Bằng không? Bằng không. Đúng không? Bằng không đúng không? Rồi. Cái cuối cùng. Thế tiếp. Dạ. Trừ 8. Trừ 8. Trừ cho 24. Trừ 24. Trừ 22. Trừ 6. 2. Trừ 6. Toàn trừ không à? Không thể bằng không được. Xác định được ngay cái này. Rồi. Bạn nào đồng ý với bạn à? Bảo Trân giơ tay. Ai đồng ý với Bảo Trân hai câu này? Các bạn phải nhớ cái lý thuyết tại sao nó nhân cái này factor thì cái bên zero nó bằng không. Thầy đã chứng minh rồi. Sơn Sơn, các bạn hỏi. Sơn Sơn. Không có phản hồi. Rồi, ok. Rồi, thầy check hoàn toàn chính xác. Vậy thì bài khác cũng tương tự nha các bạn. Thầy không làm nữa đâu. Tương tự như vậy. Rồi thôi thầy dừng ở đây. Quá giờ rồi. Rồi thầy chào các bạn nhé.